Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, tình trạng các xe du lịch cỡ lớn đậu đỗ đón trả khách tại khu vực trung tâm thành phố đã gây nên tình trạng ùn tắc giao thông, mất an toàn và mất trật tự mỹ quan đô thị. Mặc dù các lực lượng chức năng đã vào cuộc giải quyết, song tình trạng này đến nay vẫn tái diễn. Tuyến đường Trần Quốc Toản, hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, những chiếc xe du lịch cỡ lớn xếp hàng hai bên đường, thậm chí dừng trả khách ngay giữa lòng đường, gây ra nhiều bức xúc cho người dân tại đây. Vì lợi thế của cái mặt tiền 36 Trần Quốc Toản này là tương đối rộng và đặc biệt lại gần với nhà thờ, cho nên là tài xế thường xuyên đậu ở đây, đôi khi còn gây khó dễ cho nhân viên bảo vệ của tòa nhà. Tại một số khu vực khác như đường Hải Phòng, đường Ngô Gia Tự, v.v. cũng xảy ra tình trạng tương tự. Mặc dù các lực lượng chức năng đã cắm biển và xử lý, nhưng tình trạng này vẫn chưa được ngăn chặn. Hôm nay là bữa nay có thêm một cái tuyến xe buýt đi ngang, cho nên là xảy ra tình trạng là kẹt xe liên tục. Có những trường hợp là xe cấp cứu về là vẫn bị kẹt. Nên là có cái chỉ đạo của quận triệt trong cái công tác tuyên truyền vận động, nhắc nhở các cái tài xế lái xe để mà có cái làm như thế nào đó, phải có cái chấp hành nghiêm, không có tình trạng là chống đối. Tình trạng xe du lịch gây ách tắc tại các tuyến phố đang dần cho thấy hạ tầng giao thông chưa theo kịp sự phát triển của ngành du lịch. Đề nghị các ngành chức năng của thành phố sớm có biện pháp giải quyết chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông tại một số tuyến phố trung tâm của Đà Nẵng.